Hẹn nó từ chiều bây giờ sụp tối rồi chưa thấy. Đây nè mày, từ xa là biết cằn nhằn vụ đi trễ phải không? Chứ gì nữa. Thôi nỗi khổ mày ơi. Trời ơi, coi bữa nay ăn bận cái gì mà xì tai vậy? Lấy nguyên khăn trùm lên đầu luôn, nhìn thấy dữ. Trời ơi, phong cách đó. Phong cách cái gì? Uống đi kêu tao hả? Cảm ơn nha, trời ơi. Tốt chưa? Hạp quá hạp. Trời, thích quá. Này, biết này chi không? Để che giấu một cái điều bí ẩn. Là sao? Cái gì mà quăng tít thòi lòi vậy? Tao nhớ hồi xưa đi học là tóc mày chỉ là giỡn giỡn bồng bềnh thôi mà bây giờ nó quăng... Trời ơi, cái kiểu này lâu lắm rồi mày ơi. Đấy, cái này là năm 1900 mà hồi đó lâu lắm rồi. Nhìn mày giống như là một cái tô mì gói mà nó ụp lên đầu vậy đó. Trời đất ơi Tâm ơi, tại sao mày có thể nói thấu tâm can của tao vậy hả Tâm? Mày hay quá, mày dự đoán như thần Tâm ơi. Ơi tao đang mà có một nỗi khổ. Khi mà mày trải qua những cú sốc đầu đời thì mày sẽ bị như tao thôi. Sốc tâm lý đúng không? Sốc nặng. Tụi tao mình là bạn lắm mà. Tâm. Thôi mẹ ơi, đàn ông trai mà ngồi khóc với đàn bạn gái vậy. Mà... nhớ tao. Thương khóc đúng không? Tao mặc ối quá Tâm. Tao mặc ối lắm luôn á. Gì ơi? Mày có bị bệnh, mày có bị khùng không? Gì thương? Tao có một cái nỗi niềm khác. Tao buồn lắm. Tao khóc là tại vì mày chạm đúng vào cái nỗi đau của tao. Đau gì? Tao có chạm gì vô, nãy giờ tao chưa đụng gì vô người mày hết á. Sao tao mà buồn. Tao đụng vô cái nỗi đau gì của mày? Tao buồn lắm. Chuyện gì? Tao buồn cái vụ đi ăn tiệc. Tiệc gì? À, thôi hiểu rồi. Tao nói thiệt với mày, từ ngày 1 tới ngày 10 đầu tóc tao thẳng tắp đẹp vô cùng. Ừ. Từ ngày 11 trở đi cái đầu tóc tao nó quăng dần theo cái cấp độ đám tiệc mà tao được mời. Khổ lắm Tâm ơi. Cấp độ đám tiệc. À thôi hiểu rồi. Cái này là ngựa. Ngựa đúng không? Tức là muốn uống rồi nhượm để mà đi ăn tiệc cho nó hợp với tuổi teen đúng không? Tao bao nhiêu tuổi rồi Tâm? Tao lớn tuổi, tao đứng tuổi, tao không có thích làm mấy cái trò đó đâu Tâm. Tao có một cái nỗi niềm khác. Bây giờ tao hỏi mày nè. Ừ. Mày đi tiệc mày đem theo cái gì? Thiệp. Trong thiệp có gì? Có tiền. Tiền của tao. Chứ không lẽ tao cho mày. Đó, mày không hiểu vấn đề ở đây hả? Trời đất ơi, tiệc tao nói không liên quan gì cũng tiệc. Nói đám thôi nôi con của bà lao công, rồi đám cưới của con của ông giám đốc cũng tiệc, rồi đám như là đám dỗ của mẹ của mẹ của bồ tao cũng tiệc. Thôi, đừng nói chưa nữa. Hết đâu, tao kể cho mày nghe rồi, đám mừng thọ của ông nội của ông sếp tao cũng tiệc. Trời tao nó bao nhiêu là thứ tiệc mà tao không biết quen biết luôn, gặp cái mặt tao là kêu tao là đi ăn tiệc. Chóng mặt quá rồi, tao nhiều mệt lắm Tâm ơi, tao nói thiệt tao buồn lắm luôn đó Tâm. Bởi vậy cuối tháng tao đâu còn tiền đâu. Ừ. Tiền đi tao ở lại. Làm sao? Ngày nào cũng ăn mì, biết cái đầu tao như cái tô mì là mày biết rồi. Tội nghiệp quá. Thì bây giờ người ta mời mày, mày cứ đi đi. Sau này mày có tiệc tùng mày mời, người ta sẽ đi lại cho mày. Cái này là mày đầu tư không có lãi, mày hiểu không? Tức là tiền trong túi mày nó tạm định cư có thời hạn sang một cái túi khác. Trời đất ơi, nhưng mà mời một cách vô tội vạ vậy đâu có được. Không quen biết cũng mời đâu có được mày. Tao nói chung là mày không hiểu đâu, mày tóm lại mày không biết cái gì hết. Mày không trong hoàn cảnh của tao, mày không hiểu. Sao mày biết tao không hiểu? Mày không bị mời tiền của tao, mày không có ức. Sao mày biết tao không ức? Mà nói tóm lại là tại vì mày không ăn mì có cuối tháng như tao. Cái đầu mày không quăng như tao nên mày không có tức. Sao mày biết tao không tức? Tại sao mày tức? Nhìn là mày. Trời ơi, tao ăn từ đầu tháng chứ mày cuối tháng đâu mày. Trời ơi Tâm ơi.